Chào mừng toàn thể quý vị đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Kính thưa quý vị, 2 năm gần đây, khi giá gia cầm đang ở mức thấp thì lợn con lại được ví như những thỏi vàng ròng. Giá của chúng khá cao và số lượng chưa đáp ứng đủ được nhu cầu thực tại của thị trường. Chính vì vậy, cần phải chuẩn bị những gì khi nái sắp sinh là vấn đề được nhiều nhà chăn nuôi quan tâm và khá nhiều người đang bối rối. Còn quý vị thì sao? Nếu quý vị cũng đang quan tâm đến vấn đề này, hãy cùng đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay nhé! Thứ nhất, về dụng cụ thú y, đây sẽ là những cái phương tiện giúp cho việc can thiệp ngoại khoa như cắt rốn, bấm nanh và hỗ trợ sinh sản cho nái, chăm sóc heo con thuận lợi nhất. Chúng bao gồm, thứ nhất là khăn lau, thứ hai là găng tay, thứ ba là phanh kẹp, thứ tư là kéo. Thứ năm là dây buộc rốn. Đối với dây buộc rốn, quý vị có thể tận dụng dây dù từ bao cám và đã được sát khuẩn kỹ. Thứ sáu là kìm bấm nanh. Thứ bảy là bơm kim tiêm. Thứ tám là bóng úm và quây úm dành cho lợn con. Trên đây là 8 dụng cụ thú y mà quý vị cần chuẩn bị. Còn đối với thuốc thú y, quý vị chuẩn bị các loại sau. Thứ nhất là dòng hẹn giờ đẻ. Các dòng này có thành phần chính là clorprotenol. Đối với thuốc ngoại, quý vị có thể tham khảo sản phẩm clorprochem của Interchemi Hà Lan. Đối với thuốc nội, quý vị có thể tham khảo sản phẩm Hanbrot của Hanvet. Quý vị sử dụng các sản phẩm này theo đúng liều khuyến cáo trên bao bì trong các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, đến ngày sinh, tức là 114 ngày đối với nai dạ và 115 ngày đối với nai so mà nái chưa có biểu hiện đẻ. Trường hợp thứ hai, quý vị sử dụng khi kết thúc quá trình sinh đẻ với mục tiêu thứ nhất là đẩy hết dịch sản ra ngoài, tránh quá trình viêm tử cung. Mục đích thứ hai đó là sẽ giúp cho quá trình động dục của nái nhanh trở lại. Thuốc thứ hai quý vị cần chuẩn bị đó là thuốc kích đẻ. Các thuốc kích đẻ này đều có thành phần chính là oxytocin. Hiện tại trên thị trường có 2 dòng oxytocin, đó là oxytocin 10 và oxytocin 20. Tuy nhiên, quý vị không cần quá lăn tăn là sẽ phải lựa chọn dòng oxytocin nào. Chúng ta chỉ cần sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trong các trường hợp sau, chúng ta sẽ sử dụng oxytocin. Trường hợp thứ nhất là khi nái đã đẻ được từ 1 đến 2 con và có biểu hiện đẻ khó. Nái xuất hiện những cơn dặn nhiều và khoảng cách giữa 2 con vượt quá 20 phút thì lúc đó chúng ta hãy can thiệp một mũi oxytocin. Trường hợp thứ hai, khi nái kết thúc quá trình sinh đẻ, nếu không sử dụng sản phẩm clorprotenol thì quý vị có thể sử dụng một mũi oxytocin để đẩy hết sản dịch ra ngoài. Mũi thứ 3 và mũi thứ 4 của oxytocin quý vị dùng cho tôi vào ngày thứ 2 và ngày thứ 3 sau khi sinh để đẩy hết sản dịch ra ngoài, đồng thời sẽ giúp cho việc tăng tiết sữa ở heo nái. Kính thưa quý vị, trong quá trình sinh sản, nái cần rất là nhiều năng lượng. Chính vì vậy, việc bổ sung các thuốc trợ sức, trợ lực là điều cần thiết. Tuy nhiên, trên thị trường các loại thuốc này khá đa dạng về chủng loại và thành phần. Trong chương trình Dr. Vet ngày hôm nay, tôi xin phép giới thiệu 2 sản phẩm để quý vị có thể tham khảo và sử dụng. Thứ nhất là sản phẩm Introvit của Interchemi Hà Lan, có thành phần là các vitamin và axit amin sẽ cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết và phục hồi sức cho nái. Dòng thứ hai có thành phần là Butaphosphan. Trên tay tôi đó là sản phẩm Butasan của Interchemi Hà Lan, hoặc quý vị có thể sử dụng sản phẩm Catosan của Bayer, rất ưu việt. Thuốc thứ tư quý vị cần chuẩn bị đó là thuốc kháng sinh. Kháng sinh thì có khá nhiều loại, tuy nhiên đối với nái cần yêu cầu về độ an toàn cao cũng như không ảnh hưởng đến chất lượng và sản lượng sữa. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo sử dụng các dòng kháng sinh sau. Dòng thứ nhất là dòng Amoxidil. Trên tay tôi đây là sản phẩm Biosilin 150LA của Interchemi Hà Lan. Sản phẩm có tác dụng kéo dài và rất dễ tiêm do các phân tử Amox rất là mịn, quý vị có thể tham khảo. Dòng thứ hai, tôi xin phép giới thiệu với quý vị đó là dòng Septifur. Đây là dòng kháng sinh mới có nhiều ưu việt hơn so với dòng Amoxidil, tuy nhiên giá thành khá là cao. Dòng thứ ba, tôi xin giới thiệu với quý vị đó là dòng Amox Zenta. Sự kết hợp giữa Amox và Zenta đem lại hiệu quả phòng và điều trị hội chứng MMA ở nái rất là tốt. Quý vị có thể tham khảo đến sản phẩm BioZenta trên tay tôi đây ạ.
Về giá cả, Biogenta sẽ cao hơn so với dòng Amoxicillin đơn nhưng lại sẽ thấp hơn so với lại Ceftifur. Đây là ba dòng kháng sinh quý vị có thể lựa chọn trong tủ thuốc nhà mình. Thuốc cuối cùng không thể thiếu trong danh mục chuẩn bị của quý vị và các bạn đó là dòng kháng viêm, hạ sốt, giảm đau. Dòng Ketoprofen là một gợi ý mà chương trình Dr. Vet xin giới thiệu tới quý vị bởi tính an toàn và hiệu quả của nó mang lại. Trên tay tôi là sản phẩm thuộc dòng Ketoprofen của công ty VB Pharma. Hoặc quý vị có thể tham khảo đến sản phẩm Ketosol 100 của Interchemi Hà Lan được phân phối bởi công ty Minh Long. Các dòng sản phẩm về hạ sốt, giảm đau, kháng viêm đã có một chuyên đề rất chi tiết ở trong chương trình Dr. Vet. Xin mời quý vị có thể tham khảo thêm. Mọi thắc mắc cũng như tư vấn về chương trình và nội dung chương trình, xin mời quý vị hãy liên hệ qua số hotline 098 222 0717. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.